lại là một quả phá bóng điều chỉnh tốc độ đội bóng ra. Tuy nhiên pha dứt điểm thứ hai thì đội tuyển chúng ta cùng một lần nữa xem lại pha bóng này. Kiều Trinh đã đấm bóng tốt ở tình huống đầu tiên, nhưng ở pha bóng tiếp theo thì rõ ràng là